Đây là một buổi chiều đường trâu nhân lên nha các bạn, đường trâu nhân lên Trần Hưng Đạo. Đây là góc ngã tư trâu nhân lên Trần Hưng Đạo. Hôm bữa nay mình đi ghé ăn lẩu Ma Cao. Hôm nay mình đi ăn lẩu Ma Cao nha các bạn. Chào các bạn nha. Mình vừa review đây, hôm nay đi ăn lẩu. Ăn được phúc, quán tên là Ăn được phúc. Ăn lẩu Ma Cao. Phúc về. Ở nhà trò nhà góc đường Châu Nhân Liên và đường Trần Hưng Đạo. Đây. Điều yêu quán sơ cho các bạn coi nha. Đây. Giờ này là 4 giờ rưỡi nha các bạn. 4 giờ rưỡi. Xe quá đông nha các bạn. Chưa tan tầm. Gần tới giờ đi làm về rồi. Xe đèn xanh đầy đỏ ấy. Bữa nay mình đi ăn buffet lẩu Ma Cao ở Sài Gòn Chợ Lớn nha các bạn. Đây khung cảnh của quán đây. Rồi sơ cho các bạn xem nha. Khung cảnh của quán Ăn được phúc. Tên là Ăn được phúc nha các bạn. Quay phim được không em? Bữa quay em cũng xấu lắm. Kêu lên đầu nói đi. Còn ngoài ra những cái mà lẩu á, sáu loại á, tim rưỡi thôi, đựng tim rưỡi thật đi. Khoai cao á em, khoai cao, khoai này khoai gì em? Khoai môn. Khoai môn. Nấm kim châm. Thì chắc có chỉ. Tôm. Vừa ăn vừa nướng bên lẩu bên nướng.
thịt nào ướp rồi thì bỏ vô nướng, con nào chưa ướp thì là vô lẩu. Đây này chưa ướp nè, chưa ướp bỏ vô lẩu. Bỏ từ từ nè, bỏ hai cái miếng nè, bỏ hai cái miếng nè. Bên đây có ướp rồi, nướng nè. Này phải gì em, bò nướng gì? Mình nướng trực tiếp luôn à? Bỏ nướng cái này lên trực tiếp luôn à? Bỏ trực tiếp mình nướng nha, bỏ cho em nguyên cái chén này luôn ha. Bò ngũ vị bỏ trực tiếp lên nướng luôn. Ăn hết chén nào nướng chén đó nó mới ngon. Sôi rồi, ngon. Bỏ chút xíu là tái liền. Tái rồi đấy. Chín rồi đó. Sôi rồi, bắt sôi rồi. Đây, mực một nắng đây, ống đây, mực một nắng. Đây, dĩa bò đây. Quá ngon, quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn các bạn ơi, quá hấp dẫn rồi. Mời các bạn ăn nha, ngon quá. Ngon quá. Hào nướng, hào nướng quá ngon. Một dĩa hào nướng. Wow, ngon quá các bạn ơi. Nước Coca cho một ly nước này. Súp gai. Rồi. Đây là trái cây. Đi nước. Nước chấm. Đây là muối tiêu, nước mắm. Nhiều hấp xả. Cà ghi gà. Còn đây là súp gà xé, cơm chiên dương châu. Cơm chiên dương châu, súp gà xé. Quá ngon. Đây là món trà sữa. Đây là trà sữa nha. Sipping. Sipping trà sữa. Sipping trà sữa. Rồi, đây là sữa.
sò điệp nướng. Quá quá ngon, sò điệp nướng. Tôm nướng. Ớt nướng. Dưa hấu dừa nướng. Quá. No luôn rồi. Xay mồi luôn rồi. Quá sôi sôi, quá sôi. Nghĩ cho ngon 5 phút, ăn một tiếp. Hai con ớt, bây giờ hai con tôm. Thêm dâu, thêm bạc hà. Nói tự động như vậy. Thêm dâu, thêm bạc hà. Ngon nhiều đấy, ngon nhiều. Quá ngon. Các bạn ơi, buffet Ma Cao ở Sài Gòn. Anh có hai cha con mà nó ở đấy, nó không lên được nữa. No rồi, về thấy được thôi. Ăn một phần có buffet nó 300 mấy thôi. Quá ngon. Chấm tóc video nên lại đi tóc xong.